Tiếp theo thì đây sẽ là một cái món mà rất nhiều người quan tâm, đó chính là món cà phê bạc xỉu. Món cà phê bạc xỉu này là một cái món mà các chị em có thể rất là dễ uống. Món này nó có cái phần cà phê sẽ ít hơn, phần sữa sẽ nhiều hơn, phù hợp cho những người thích uống cà phê nhưng mà lại không như chịu được cái độ mạnh của cái cà phê phin thì là mình nên chọn cái món bạc xỉu này nhá. Ok ạ, vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm món bạc xỉu này tại nhà và có thể áp dụng được kinh doanh tại quán luôn. Ok. Bạc xỉu. Tại sao nó lại có một cái tên là bạc xỉu thì là mọi người đã biết chưa? Nếu như chưa biết thì mình xin được chia sẻ một cái câu chuyện nho nhỏ về bạc xỉu nhá. Bạc xỉu nó có một cái tên đầy đủ là bạc tẩy xỉu phé. Bạc có nghĩa là trắng, tẩy có nghĩa là một cái ly. Xỉu tức nghĩa là một xíu, phé ở đây có nghĩa là cà phê. Đầy đủ có nghĩa là một chiếc ly màu trắng và một xíu cà phê. Đấy, dịch đầy đủ ra là như vậy. Và sau đó thì người ta đã rút gọn đi là gọi tắt là bạc xỉu. Bây giờ thì mình hãy cùng nhau thực hiện cái món bạc xỉu này nhá. Ok ạ. Với cái món bạc xỉu của mình hướng dẫn cho mọi người lần này thì thành phần nguyên liệu của nó gồm có sữa tươi, Kenrick và sữa đặc. Ở đây mình có thử sử dụng thêm là một phần Kenrick nữa để tăng cái độ béo, độ ngậy cho ly đồ uống nó được hấp dẫn hơn. Ok ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện đong đếm hoàn thiện cái ly này nhá. Ở đây mình sẽ sử dụng sữa tươi không đường là 30. Mình sẽ sử dụng là 30 ml sữa tươi. Rồi, 30 sữa tươi. Tiếp theo là phần Kenrick. Mình cũng sử dụng là 30. Với các bạn nào mà muốn giảm độ ngậy béo đi thì mình có thể là giảm cái thành phần Kenrick này xuống 10, còn 10 hoặc là còn 20 cũng được. Rồi, tiếp theo là sữa đặc. Ở đây mình cũng sử dụng là 20 ml sữa đặc. Mình sẽ đong liên tục một lần luôn, sau đó mới đổ vào ly mọi người nhé. Mọi người không nên là đong sau đó đổ là từng thành phần vào như vậy thì nó sẽ mất thời gian hơn của mọi người. Ok, mình sẽ đong tiếp này, 20 sữa đặc nữa. Rồi, mình đã đong đủ 3 thành phần sữa tươi, Kenrick và sữa đặc. Sau đó mình sẽ đổ thành phần tất cả thành phần này vào trong ly. Lưu ý nhé, ở đây mình có một cái mẹo nhỏ khi đong đếm những cái nguyên liệu kiểu như thế này, đó chính là những cái đồ nào có độ lỏng cao hơn thì mình sẽ đong trước. Ví dụ như là sữa tươi này, sữa tươi mọi người thấy là mình vừa đong sữa tươi trước, sau đó mình đong đến Kenrick và cuối cùng mình mới đong sữa đặc. Cái với cách đong như vậy thì là mọi người có thể thấy là khi mình rót ra thì cái phần sữa đặc nó không hề bị bám dính vào trong cái dụng cụ đong của mọi người. Thì cách làm như vậy nó sẽ khiến cho cái phương pháp của chúng ta được trôi chảy hơn, rất là tuyệt vời luôn ạ. Rồi, sau khi đã đong được 3 thành phần kia vào rồi thì mình sẽ có một cái thao tác nhỏ là hãy khuấy đều tất cả lên đã. Mình sẽ khuấy đều thành phần này lên. Rồi ạ. Mình sẽ khuấy đều thành phần này lên. Tiếp theo là mình sẽ bỏ đá vào trong ly. Bỏ đá. Mình sẽ bỏ đá gần đầy ly. Rồi. Tiếp theo mọi người ạ, hãy cắm cho mình luôn ống hút vào. Cắm luôn cho mình ống hút vào. Đó, cắm luôn ống hút vào. Rồi, một thành phần cuối cùng đó là chính là một xíu cà phê. Một xíu cà phê nào. Mình sẽ đong tiếp cà phê. Cà phê ở đây mình sẽ sử dụng là 30 ml cà phê. Với các anh chị nào mà mình vẫn muốn uống cái phần cà phê nó ít hơn thì mọi người có thể giảm xuống một tẹo, không sao cả. Rồi, phần cà phê này sẽ được tạo bọt để tăng cái độ thẩm mỹ cao hơn. Với cái món cà phê đen và cà phê sữa thì mình đã hướng dẫn mọi người cách tạo bọt rồi nhé. Ok ạ. Một lưu ý là khi tạo bọt bằng cái máy này thì mọi người nên lựa chọn những cái dụng cụ có cái phần lòng nó nhỏ thôi, để sao cho nó khi đánh lên cái phần bọt nó được tạo ra được tốt nhất. Mình không nên tạo bọt ở trong những cái phần mà có cái lòng chứa lớn, như vậy thì nó sẽ không ra được bọt nhé. Ok ạ. Rồi, giờ mình sẽ bỏ cà phê vào trong cái dụng cụ này và tạo bọt nó. Lưu ý là que đánh sẽ được cắm xuống trước sau đó mới bật máy lên. Mình sẽ không bật máy trước, sau đó đánh cắm que vào như thế này nhé. Cái việc làm như vậy nó sẽ nguy hiểm. Rồi. Cắm que xuống sau đó mới bật máy. Rồi ạ.
mình sẽ tạo sao cho cái phần bọt này nó được quyện sánh vào với nhau. Đấy, quyện sánh vào với nhau như thế này. Ok, cái máy này nó có thể giúp mọi người tạo cái phần bọt rất là nhanh. Rồi, sau khi đã tạo được phần bọt này rồi thì là chúng ta sẽ hoàn thiện nốt cái ly này thôi. Ok ạ. Wow. Vậy là chúng ta đã có được một ly bạc xỉu. Và lý do tại sao phải cắm cái phần ống hút này vào thì mọi người chắc cũng đã hiểu rồi. Đây. Đó. Nếu như mọi người cắm ống hút sau thì là nó sẽ khiến cho cái lớp tầng này tới tay khách hàng nó không còn được đẹp như thế này nữa. Chính vì vậy là mình đã cắm luôn cái phần ống ngay từ ban nãy. Sau đó thì mình mới tạo bọt và đổ luôn cái phần này vào. Ok, đây là một ly bạc xỉu có cái phần thẩm mỹ rất là đẹp, hai tầng màu. Khách hàng hay là những người thưởng thức ấy, chỉ cần đảo nhẹ lên thôi. Họ chỉ cần đảo nhẹ lên thôi, như thế này. Đó. Và thưởng thức thôi. Đấy, mình sẽ cắm ống hút ở lưng chừng ở giữa như thế này. Sau đó vào thưởng thức. Rất là tuyệt vời, món bạc xỉu này. Phần cà phê nó dịu dịu thôi. Phần sữa hòa quyện rất là thơm. Ok ạ.